Video thứ 16 nha anh em. Cũng tiếp tục là một cây linh sam siêu bông nữa. Cây này hai thân nha, hai thân nó dính liền nhau luôn. Hai thân này dính liền luôn nè. Cây này á là cái cốt của thằng bự này á là 18 nè, cốt thằng nhỏ này á là 13. Hai hai cốt này á là hoành 28. Thằng này 18, thằng này 13 nè, hoành á cao 22. Đó, chi tàn rồi em lọt ấm hết rồi. Chi tàn nó ấm hết rồi. Giá 400k em bao ship luôn. Này về mình có chậu mình vô mình chơi thôi nè, toàn ôm đạp hết rồi. 400k em bao ship.